tại là mình đang dừng tại chỗ này. Mình vẫn đang đi xem hồi nãy mình tạm dừng đây, mình nâng cấp skill. Mà ngay chỗ này nó có đường lên đây. Một phát ở đây, một phát ở kia, mình nghĩ là vậy. Một phát lên tới luôn. Đúng luôn, đúng luôn. Ở ngay đây có một cái nữa nè. Thấp nhất có thể đi. Ồ, cái này nó hơi phê đó. Nhưng mà đi hướng nào ta? Đây hả? Một phát qua nhảy qua tay kia luôn hay sao ta? Đúng rồi, lên luôn. Ồ, mà mình cứ tưởng là mình té luôn đấy nhé. Mình mấy cái cung này khá là đặc biệt đấy chứ. Là mình bắn như lúc mình bám vậy thôi chứ thật chất là mình vẫn trúng. Mặc dù cái phạm vi của nó thì hơi thấp. Lên luôn. À, đã. Đúng rồi. Ôi. Ôi mẹ ơi. À, sao lắm thế nhỉ? Ôi. Ngay chỗ này đá không? Qua đây, qua đây, qua đây. À. Mình nghĩ là nó chắc nó cũng gần hết rồi. Nhưng chỗ này nó đánh khá là nhiều. Ôi, 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 mẹ nó bắn một phát. Mẹ nó té. Mà đa phần toàn bọn chung cỏ kiểu không. Nhưng giờ đi đâu ta? À đây đây. Đúng rồi, có cái này là mình bám được. Nhiều lúc cái game này nó cũng còn lỗi lỗi nhìn nó cái sao sao ta. Lỗi lỗi nhiều lúc mình thấy mình nhân vật mình xuyên qua cái tường luôn mà. Mong là cái bản PC sắp tới là nó sẽ cải thiện được cái vấn đề này tốt hơn. Chứ mình chơi cái bản này thấy cũng cũng bình thường. Nhưng mà lỗi thì nó vẫn còn đó nhưng nó cũng không đến nơi nào gọi là quá ghê. Mấy mấy này căng thẳng quá, mình phải tập trung kiểu. Trên đây nó còn chỗ nào không? À đằng kia đúng rồi. Cái này nhẹ nhàng quá ta. Ôi, ôi, má làm một cái hết hồn luôn chứ. Giờ sao ta? Có cái gì đó. Đúng rồi đây đây. Lên luôn. Quẩy nào, quẩy nào. Ồ, quá chuẩn. Bố lên đúng rồi nhưng mà tôi sẽ chặn đường mẹ rồi. Rồi, đây đây đây, hiểu không? Giờ mấy chỗ này toàn là farming arrow là nhiều. Mà công nhận cái cây này cũng khá là đầu tư á. Đấy, nó chịu được cái trọng lượng mà phải nói là khá là trâu bò luôn á. Vấn đề là giờ đi đâu ta? Mình đang bí, vẫn đang bí, không biết đi đâu cả. Qua đây phải đi đâu ta? Một phát qua kia hết trời. Đúng vậy. Mình không rõ là mình có nên một phát qua kia không. Nhưng mà cái này là một cái sự rồi sao ta? Ôi 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 nè, mình cứ tưởng là sau mình có cái gì đó, mình cứ tưởng là sau là mình phải có cái gì đó ta, nhưng mình cũng không rõ là mình phóng lên trên luôn hay là sao nữa, nghĩa là phóng lên trên luôn á, tự nhiên trên có thanh trắng trắng rồi, đúng rồi hình như là phóng lên trên luôn á, đúng rồi. Đây đây này đó đúng rồi có đường lên rồi. Nãy mình không có nhìn kỹ cho nên mình không thấy bây giờ mình... cái như này cái thành đen trắng là mình vừa biết rồi có trên đây rồi đây đây đây
không thể nào té được. Lên luôn. Base cam nữa nè. Hồi nãy mình cũng đã nâng cấp hết rồi. Rồi đá, à, đây là băng rồi. Giờ có tay bám thôi. Reach the top of the tower mới ghê chứ. Mình sẽ tiện đổi view đi. Nhìn hơi ghê, ôi. Má biết ngay. Má, mình đang có thắc mắc một tí là nó bắt đầu nó ảo lòi liền, nó có chuyện liền, nó có biến liền. Nên nhiều lúc phải cẩn thận, để ý. Bắt đầu. Một nồi luôn, má nó chạy như kiến luôn á. Nó cũng hơi là mình lên tới đây rồi, tụi nó vẫn chưa phát. Ôi. Thằng quỷ này nó treo lên đây làm cái đá quái gì vậy? Quá thanh niên. Ôi, what the fuck. Một nồi luôn, má chậm bè bò như kiến vậy. Ôi, nó bò lên đây làm quái gì vậy? Mấy anh em biết bò luôn sao? Ghê vậy. Ôi, má, ôi, hên quá. Cái bắn này chúng đồng đội nó luôn mới tục chứ. Má, đồng đội nó cũng đéo tha nữa, bựa thiệt chứ. Ôi, lầy lắm nha. Ôi, vỡ mẹ rồi. Ê, nó lôi, ơi thằng kia, nó lôi thằng kia xuống mới vừa chứ. Bựa vậy, con kia cầm súng nữa hả? Thế loại mới. Má, hết cầm khiên, cầm đồ rồi. Ủ, hình như thằng đó chuyên Unity thì phải. Còn ai, chứ hình hồi nãy nó phải đánh giết đồng đội nó mà là nó giết mấy thằng chuyên Unity. Ủa, né. Giết mấy thằng chuyên Unity, còn Ê, còn mấy thằng kia là vẫn là lính, nó vẫn là lính mo lính thời tiền sử, mình cứ nói đại rồi mình không rõ nó thuộc thể loại gì, lính thời gì nữa, cho nên nói chung là thời cổ đại đi. Ê, mình thấy bừa lắm rồi đó, nãy mình bám vô không trung luôn chứ. Ê, đó. Lên luôn, má phải thúc rút dây lại, lên. Má thằng gì nó dí tận người luôn kìa. Ôi, sao mày bám vào tao hay vậy? Bỏ tao ra, má thanh niên. Nhây với liền, má biết tao cầm súng gì không? Nhây hả mày. Lên em ơi. Ok, chúng ta phải bắn phát qua bên kia, không biết tụi này phát hiện ra mình chưa ta. Phát hiện mẹ rồi còn gì nữa. Mà tụi này là người thường thôi. Nói tụi Trinity thôi mà bắn cũng ghê rồi. Ê, bắn vậy đi chết mày. Cái gì vậy? Bắn rác thế. Mày súng đi, súng gì ta? Cái súng mình đâu hết rồi? À đây. Má mà làm mình tưởng mình chỉ có cái súng đó thôi chứ. Nãy mình cứ tưởng là mình làm rớt sạch súng rồi chứ. Là chỉ còn như đây mình rồi, giờ mình bấm ra. Ý dạ. Nghĩ sao vậy em? Đù. Đó. Ê, mình cần thêm một cái nữa. Cái đồ nó nổ rồi ta.
đó này láo này thì cầm khiên với tao má, bắn với anh em mà đồ đừng có cầm khiên với mày. Nghĩ sao cầm khiên với mày? Ê bày 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 ui mà sự này nó đông thế không biết, đã đông một con trâu bò nữa chứ. Ê đó 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 giờ hết sọn rồi. Ó ó giờ phải canh chơi với đội mũ mới ghê chứ. Đội mũ đó mày, đội mũ đó mày, ai cho mày đội mũ? Giờ lướt mấy thanh niên ra, giờ má tụi nó đầu mong lướt không kịp luôn đó. Ôi má, giờ gặp mấy thêm mấy thể lại là lạ nữa là bá đạo luôn đó. Need to get to cover. We're about to fire. You're out. You know when you can stop now. The fuck. Giờ sao chết mẹ ơi. Mình bắn rồi. Nó bắn rồi, kiểu như nó kêu mình né luôn rồi đó. Bây giờ trời 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 ơi trời. Ôi what the fuck. Má. Tao mấy cái này công nhận tích lết lên một phát là hết sọt ngay. Má. Không nói đùa được. Đó thanh niên. Giờ nó trở thành là sát thủ chuyên nghiệp rồi. YOLO. YOLO. Bậy bậy nha mấy đứa. Bậy nha mấy đứa, bậy nha. Lộ mặt nạ mày ra rồi. Ê má bom tục gì. Mà bắn ra quá. Sao tụi bay bắn gì mà bắn một đứa con gái như tao mày. Má chúng ta có những thằng mà không không chúng ta cần giết mà. Ôi má hên không, mém chết mém chết. Nhưng mà chết giờ quả bom là chết nhảm luôn đó. Cái gì mình vừa chơi mà vừa né 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 né. Má chọn bom hoài vậy mày. Má cầm súng lên mà bắn đi. Má thanh niên chơi chọn bom hoài điệt mẹ. Má nhây vả đây là nhây vả liền luôn á. Má lấy cung ra bắn rồi. Đất. Má lấy shotgun ra bắn mới được. Má phải ghét mấy nào cầm. Ghét mấy nào cầm bó bom đó lắm nha. Má chọi 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 cái quần chọi hoài. Má nhây vừa phải thôi. Nhây với mày. Mày là cái thằng nhây nhất á. Tao tặng mày hai viên luôn à. Má chọi hoài luôn á. Mà sao đông vậy? Thank you, Sophia. Have a shot. Ồ mấy nó chửi một phát chết mấy thằng luôn. Nhây thiệt chứ. Má không thích hàng nhây nhây vậy à. Nhây vãi liền. Hình như còn thằng này nữa mà như nó chết luôn rồi. Không mà tao thích điều đó. Hi hi đỡ phải bắn. Poem no return there no pay scam beyond this boy. Ok. One skill boy luôn. Up luôn. Fly foot. Insane in avid learner. Avid learner cái kiểu. Triple shot. Pistol. Mình đâu có dùng súng lục nhiều đâu ta. Nhìn chắc cũng không sao đâu, không cần. Shotgun. Shotgun đi. Ok. Sau cái chỗ này thì mình có vẻ là không thể quay trở về được nữa. Đi luôn. Dù sao bố cũng đã bá đạo lắm rồi. Mình bấm nó lấy đồ mà giờ nó phóng. Ê đi. Dù sao mình cũng đã bá đạo lắm rồi. Lên luôn. Wow.
The Chamber of Soul. Chết mẹ rồi, giờ làm cái gì trời? Đấy, sao nhìn có vẻ là không bị yên ổn rồi lắm. Ôi giờ bắn nó hả? Không có cách nào trời. À, hiểu rồi, mình phải bắn cái quả cầu lửa, bắn quả cầu lửa khi nó đang trên không trung. Bây giờ mình phải đi kiếm chỗ nào nắp đi. Đúng luôn. Send him a squad. I want her dead. Chết mẹ rồi, chắc nó vô đây rồi. Biết ngay. Đúng luôn, nhưng mà nãy giờ mình xả đạn hơi bị nhiều rồi đó. Nhưng không sao quá. Chị mày vẫn có đồ chơi. Nó sao tụi này khoái chơi đồ bay đồ nổ không ta? Cũng hơi là mình có nâng cấp kiểu rồi đó. Nói giờ mình chỉ cần đợi tụi này chèo lên đây thôi. Một cái lần sau mới bị chia ra. Nói Assassin's Creed mode on. Đấy, những lúc mà gần chết là chúng ta phải phản xạ nhanh nhanh lên. Ôi, 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 bài. Còn thằng ở đây nữa. Ê, má đâu ra gì cho nội. Đấy, tự nhiên cha nội mặc giáp đâu ra vậy. Ê, thằng kia vẫn chưa biết luôn, ghê vậy. Má, nhìn này nó đổi màu luôn mà sao nhìn giống như đang on a skill trip vậy. Nó không biết còn bao nhiêu đường đạn nữa. Má đánh này giờ quá trời luôn. Má có, ê, má còn một đống đạn. Má bắn nữa hả? On signal, I'm not done yet. Đúng kiểu này nhé. Thì tụi này cao bò quá. Mình tụi kia chết hết rồi. Just give up a signal. À, đúng rồi. Nè, nè thằng liền. Why? Nữa hả, nữa hả? Giờ hết. Hết đám kia giờ tới đám ông cổ hả? Đám thợ tiền sử nữa. Má bắn cà cố vô. Má thanh niên. Ủa sao còn mấy thanh niên truy tì nữa nè. We're under attack. Má chúng ta bị có một thằng tấn công chứ mấy mà nó làm nhiều thằng tấn công lắm vậy. Một con nhỏ thì đúng hơn. Bắn phạt rớt xuống dưới luôn. Đấy, phải đá thật. Đứng đây có vẻ an toàn hơn đứng ở dưới. Ê! Má nó bắn một phát chết luôn rồi nè. YOLO. Đâu, tụi bên đây có ai chứ. Tụi mày tập trung đây hết đi. Má, sao toàn đội mũ hay dân mũ đội mũ hiểm vậy. Má, lên phong báo trước này. Headshot, headshot. Người hơi này cũng có hai thằng dơ lên nạp đạn giùm chứ. Được cái lần nữa rồi. Chúng ta gần chết rồi. Gần hết rồi chứ. Chúng ta gần chết rồi, gần hết. Ok. Còn ai nữa không? Nghĩa là cái đám máy bay nó sẽ quay trở lại đây thêm lần nữa. Cho nên đi lấy đồ trước khi chúng ta còn có cơ hội để đi mà còn bán.
Nó bắn gì chơi vậy? Không biết còn hai ba thằng sao? Còn thằng nữa kìa. Ê, hai ba thằng luôn. Con nào bắn hướng nào đây ta? Nó một phát nữa hả? Sao nhây vậy? Nó tên đi nhây vãi đái luôn. Let's finish this. Ôi mẹ ơi, mẹ nó bắn gì vậy? Crack quá. Gọi điện đi. Cho tao cái đồ thông báo tín hiệu đi. À, chạy mệt lắm đó. Nó bắn gì chịu sao nổi trời. Nhưng mà vẫn cứ phải ra đi đứng mình nghe. Cảm giác mình đứng ở đây nó sẽ cho mình cái đồ thông báo tín hiệu. Đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình là bơm. Báo tín hiệu chọn đúng đúng dùm cháy. Ây đúng không? Đâu rồi? Má, mấy thằng này vẫn kêu stealth kill được hết á. Để coi có đạn nổ nè. Chỗ này không có đường lên nhỉ? Ê, sao tôi đã phát hiện ra mình đi? Má, chào bò vậy? Dí tao mày. Tao biết bánh tụi bay hết rồi. Bánh tụi bay là cái gì tao cũng biết hết rồi. Nghĩ sao vậy? Đâu chơi một trò chơi hoài vậy được. Gục ngay. Gục luôn. Skill boy luôn. Mà nhìn mình chỗ này hết chỗ để đâng cấp rồi. Đằng nào thì mình cũng full mẻ rồi. Ok lên luôn. Cái thanh niên ra tiếp kìa. Tao thích mấy thằng này. Châu bò mà không biết sợ ai là gì đó. Giống mấy thằng này nè. Đó. Find an exit. Ok, làm cái cách này thì nó có vẻ nhanh hơn á. Mà có vẻ tốn đạn quá. Ôi má tên điện, tên điện. Ôi má nó đi tung luôn rồi. Má cầm súng nữa chứ. Má OB vậy. Thấy mình rồi, thấy mình rồi. No hope, no hope. What the fuck, no hope. Ba, để mình chọn cái này thử coi. Đi chỗ khác đi. Don't hide in the shadows. You're made of stronger stuff than your friends. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, này thì bố láo. Ủa, mấy tên gì? Má nó thả xuống như đúng rồi luôn á. Ê má, trời ơi. Mẹ, nghe đây có gì đi, chọn không ta. Rồi. Anh đi đâu rồi? Má vẫn còn đang lăn lộn bên kia. Vẫn chưa biết chuyện này đang xảy ra. Ôi, xong lên. Đúng rồi, đó, quá hay.
not my destiny. I was meant for greatness. This was never your destiny. Your sister let you believe that. I did all of this for her. Don't you walk away from me. Wait! Trinity killed your father. No, you're lying. He begged for his life. And when that failed, you're wrong! Shut up! Just shut up! You're not worth it. Đằng nào nó cũng chết mà. Ừ đó, vừa mới nói luôn, chết chết. Burning Hell, đúng nghĩa Burning Hell luôn rồi. The Divine Sword, enter the Chamber of Soul. Đù. Vô luôn. Giờ cái này là của chị mày nhá. The Divine Sword. Intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go when you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world together. The cost is too high, Anna. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. They're coming! We're surrounded! Jacob, look out! The sword is not meant for the world! This is your chance, Lara. Everything I've done, everything you've done, another Croft doesn't have to die for this. But I'm willing to. Well, I'm not. Please, I'm dying. This is my only hope. Anna, no! Already have.
dearest Lara. I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember that the extraordinary is in what we do, not who we are. Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. I listened to his last tape 1,000 times, but it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made, I have to make my own. The myth of Kitesh was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them, not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. Là mình đã hoàn thành xong tựa game Rise of the Tomb Raider. Và mình không biết phải nói gì hơn là cảm ơn các bạn đã theo dõi mình suốt series này từ năm ngoái cho đến năm nay là mình hoàn thành xong tựa game này. Và như mình cũng đã nói trước đó là sau khi mình hoàn thành tựa game này mình sẽ tính tới việc quay những tựa game khác. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa rõ là đầu năm nay là sẽ có những tựa game như thế nào và có hay không, là để mình chờ luôn và mình sẽ quay luôn khi nó ra mắt. Còn giờ những game năm ngoái thì mình cũng không rõ là những game gì nó sẽ hay. Black Ops 3 thì mình cũng không tính quay nhiều cho lắm. Rồi cái gì nữa là Just Cause thì mình cũng đang chơi thôi, mình cũng không tính quay. Tại cái trò đó khá là khó chơi, thậm chí mình chơi còn thấy khó nữa. Cho nên mình sẽ xem xét lại và mình sẽ coi là mình nên quay từ game nào và mình sẽ xem coi cái ý kiến của các bạn là sẽ muốn coi như thế nào. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể khi mà mình tìm được một tựa game mới để mình quay. Hiện tại là mình vẫn cố gắng tiếp tục theo đuổi những cái game bình thường như là GTA 5. Và mình sẽ theo thời gian tới mình sẽ quay thêm một số tựa game khác. Và những một tựa game hay mình đang quay như là như là năm Battlefield 4 ấy, kiểu mình sẽ tiếp tục quay có Supply kiểu như vậy. Ngoài ra thì game mới là mình sẽ coi như thế nào đã, như là mình vừa nói. Thì đó, nói chung thì là vậy. Và kết thúc series Tomb Raider Rise of the Tomb Raider ngay đầu năm mới. Khá là nhanh đấy chứ. Mình cũng chơi cái đây thôi, giờ mỗi ngày chơi, ráng chơi cho xong luôn. Là tại vì mình thấy mình cũng đã tiến triển một bậc khá là dài trong tựa game và có vẻ như mình cũng đã tới lúc mà cần tiến xa hơn và đi nhanh hơn và kết thúc tựa game này sớm nhất có thể. Thì như bây giờ mình cũng đã tới bước cuối cùng, đó chính là kết thúc tựa game. Game mà như mình đã cố gắng. Nói chung thì sau series Halo 5 và series này, mình thấy cái vẻ series này được các bạn quan tâm hơn, chú ý hơn. Thì trong những lần series sau, mình mong là các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và chú ý hơn và ủng hộ mình hơn. Trong series này thì mình cũng mắc phải nhiều khá là lỗi trong tựa game, trong suốt quá trình chơi là nâng cấp đổi kiểu như mình, như những tập cuối thì mình thấy mình cũng đã đỡ hơn rất là nhiều. Cũng nhờ cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn và sự kiểu như là động viên và cho ý kiến để mình có thể hoàn thành tựa game một cách ổn hơn và nó hay hơn và vừa mắt người xem hơn. Và nếu bạn nào vẫn không thích những gì mình làm cho tựa game hoặc là mình xuyên suốt tựa game này, các bạn hãy nói cho mình biết để mình cải thiện hơn. Như mình cũng đã nói cho tất cả các phần mà mình chơi là nếu như mình có gì đó các bạn nên cho mình biết để mình cải thiện hơn. Thì trong thời gian tới là những tựa game tiếp theo mình làm mà mình có lập lại sai phạm hoặc lỗi gì đó mà mình
cũng không hẳn là lỗi đó, mà là kiểu như những cái mà mình không có làm được, tại vì mình cũng không rõ, tại vì mình như là một người chơi game quay game bình thường thôi, cho nên mình cũng không dám chắc là mình sẽ quay đúng hoặc là quay chuyên nghiệp cái kiểu. Cho nên các bạn đặt ra một cái vấn đề là cách chơi chuyên nghiệp hơn thì có nhiều lúc mình sẽ không như các bạn mong muốn, cho nên các bạn cũng thông cảm và cho mình biết cho mình comment bên dưới là mình sẽ cố gắng thay đổi. Ngoài ra thì như đó là những gì mình muốn nói. Và tựa game này nó sẽ lên PC. Hiện tại là phiên bản mà các bạn đang coi là phiên bản mình quay trên Xbox One. Và phiên bản PC nó sẽ ra vào trong tháng 1, hoặc tháng 1 này luôn. Mình không biết lúc nào, nhưng mà có lẽ tới lúc đó các bạn sẽ có được tận mắt trải nghiệm tựa game này với một cái định dạng gọi là tốt hơn và rõ hơn. Hiện tại là mình đang quay tựa game này, và có lẽ như hiện tại tựa game này nó quay nó hình như nó hoạt động tới 60 fps, 1080, hình như cũng không hẳn là 1080 nữa, mình cũng không rõ, nói chung là vậy. Thì lên PC mình mong là một cái sự có nghĩa là cải thiện tốt hơn về mặt đồ họa, âm thanh cái kiểu. Tuy nhiên thì xuyên suốt tựa game mình thấy tựa game này khá là hay rồi, ổn định, và chỉ một số lỗi nhỏ là những cái hoạt họa animation có vấn đề khi mà mình di chuyển cái kiểu nó hay như xuyên tường cái kiểu, rồi hơi kỳ thôi. Với lại cái cơ chế gameplay nó mình thấy khá là ổn và khá là hay rồi. Và đây là một tựa game mà có lẽ là các bạn nên thử qua khi các bạn coi xong series này. Và nếu như bạn nào không muốn spoiler thì các bạn có thể tạm bỏ qua những cái tập vừa rồi. Tại vì nếu các bạn nào đã coi rồi thì thôi cũng được, tại nếu bạn nào chỉ coi tập cuối á thì cái mình nghĩ là các bạn nên chơi qua thử tựa game này. Nó đòi hỏi khá là nhiều nên cái sự mà động não lên đây, mình phải ngồi mình mò một hồ mình mới biết là mình phải nên cái đi như thế nào. Có những khúc như tập 7, tập 8 á, những khúc có những quả cầu quay rất là khó, mình phải tìm hiểu làm thế nào và mình phải phát hiện là mình nhảy lên cái này, nhảy lên chỗ kia, nhảy lên chỗ nọ rồi nó mới đúng qua được cái chỗ này, hơi khó đó. Cho nên sau khi mà mình tìm hiểu là mình thấy khá là hay. Tựa game này đòi hỏi không những là chỉ về kỹ năng chơi bắn súng kiểu góc nhìn thứ ba đơn thuần, thì nó còn đòi hỏi là bạn phải giải quyết một số câu hỏi đố puzzle như mọi khi, như một cái tựa game Tomb Raider đích thực. Thì là một điểm hay, điểm sáng tựa game này, ngoài cái việc tựa game này có một cái mảng đồ họa rất là ổn, phải gọi là rất là ổn, mình không nói dám nói là phải gọi là khủng hay gì đó, mình phải gọi là ổn. Nó đồ họa đó, khi mình play on chơi cho một cái hệ thống như Xbox One thì nó không có tối ưu được, nhưng mà mình đã hãy cảm nhận được nó rất là ok rồi, nó rất là ngầu rồi. Nhưng mà sau đó thì phải nói là mình phải công nhận là nó đẹp thiệt. Ngay hệ thống như Xbox One thì như các bạn cũng đã biết rồi, cái hệ thống này thì nhiều người không rõ ràng là nó không thể phát tối ưu được, nó không phải phát huy tối ưu được như bằng trên PC. Và mình cũng đã thấy rất là ok rồi, cho nên mình nghĩ là trên lên cái bản PC nó sẽ có một cái sự thay đổi gì đó khác biệt hơn, có vẻ đẹp hơn gì đó, mình mong là vậy. Thôi mình cũng nghĩ là vậy thôi, cho nên cũng gần kết thúc rồi. Cho nên mình như đó là những lời mà mình muốn nói ngoài việc nhận xét tựa game này như thế nào. Cũng như là cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua, các bạn đã theo dõi tựa game và ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian đó. Và cảm ơn các bạn thêm một lần nữa. Và mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất thể với một tựa game mới hơn, để có thể nắm bắt được thông tin của mình. Các bạn nên theo dõi mình qua trên Facebook. Mọi thông tin các bạn có thể liên lạc mình, có thể nó đã nằm trên banner của channel, các bạn hãy check qua nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong series lần sau. Anna, you said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered his execution. I couldn't do it. You're lying! I loved him. No! It's done. Good. What about Croft?